được thành lập theo quyết định số 709 QĐ-TTG ngày 26 tháng 8 năm 2002 của Chính phủ, Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng đang từng ngày vươn lên cùng thành phố với nhiều triển vọng đổi mới theo hướng bền vững với phương châm đoàn kết, hội nhập, phát triển. Là một đại học chuyên ngành ngoại ngữ có sứ mạng đào tạo và phát triển ngôn ngữ, văn hóa, văn minh nhân loại, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 chọn là một trong năm trung tâm ngoại ngữ khu vực với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng khảo sát năng lực ngoại ngữ, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ, thực hiện khảo sát năng lực ngoại ngữ, xây dựng các chương trình kiểm tra, đánh giá dành cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng và giáo viên các bậc phổ thông tại các địa phương. Là một cơ sở giáo dục đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng với 36 năm truyền thống, ngôi trường Đại học Ngoại ngữ đã là nơi bắt đầu của hành trình chinh phục những ước mơ, khát vọng thanh xuân của biết bao thế hệ sinh viên. Hiện nay, tổng số cán bộ viên chức của nhà trường là 324 người, 8 phó giáo sư, 34 tiến sĩ, 179 thạc sĩ. Phần lớn cán bộ có 2 bằng thạc sĩ, 2 bằng đại học và đa số đã được đi tu nghiệp, học tập, bồi dưỡng chuyên môn ở các cơ sở đào tạo uy tín trên thế giới. Nhà trường đã được Chính phủ chọn làm đơn vị triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng trong đề án ngoại ngữ quốc gia và là trung tâm xuất sắc, trung tâm đào tạo khảo thí ngoại ngữ mang tầm khu vực. Là một trường đào tạo đa ngành các ngôn ngữ, năm 2021, nhà trường đào tạo 22 chuyên ngành bậc đại học, trong đó có 8 chương trình đào tạo chất lượng cao, 4 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và 1 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ với tổng số trên 6.500 học viên và sinh viên. Trường được đề án ngoại ngữ quốc gia giao nhiệm vụ triển khai, xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện nhiều hạng mục quan trọng trong kế hoạch hàng năm của đề án như bồi dưỡng ứng dụng công nghệ tin học trong dạy học ngoại ngữ, bồi dưỡng ngôn ngữ sư phạm ngoại ngữ, các chương trình huấn luyện kỹ năng, phương pháp đổi mới nội dung, chương trình, thực hiện khảo sát năng lực ngoại ngữ, xây dựng các chương trình kiểm tra đánh giá dành cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng và giáo viên các bậc phổ thông tại các địa phương. Cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng của trường thường xuyên được cập nhật để phục vụ tốt hơn cho các hoạt động học tập và nghiên cứu của sinh viên. Khuôn viên nhà trường sở hữu không gian xung quanh rộng rãi với cây xanh, không gian mở cho các hoạt động thể dục thể thao, căng tin, máy bán hàng tự động, ghế đá, khu tự học đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của sinh viên tại trường. Các khu vực tự học được bố trí ở các vị trí khác nhau, tạo sự thuận tiện cho sinh viên làm việc nhóm, nghỉ trưa và thậm chí là nơi để check-in cùng bạn bè, đặc biệt là không gian gần thư viện, nơi có các áp phích và hình ảnh với những câu trích dẫn đầy cảm hứng với nhiều ngôn ngữ khác nhau được thiết kế theo phong cách có sức hấp dẫn, thu hút sinh viên. Một môi trường nên trách nhiệm là sự tận tâm được nêu thành phương châm. Tất cả cho chất lượng đào tạo, nên mọi sự phát triển và thành công đều được nhìn nhận đánh giá bằng thước đo tất cả vì sinh viên thân yêu, nơi mà công tác sinh viên luôn được quan tâm chú trọng. Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng sẽ luôn đồng hành nâng bước và chấp cánh cho nhiều ước mơ của các thế hệ sinh viên bay cao, bay xa hơn nữa.